Hòa kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài Á Châu Tự Do tối thứ Năm, mùng 10 tháng 4 năm 2014. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia cho biết có triển vọng cuộc tranh chấp chính trị ở xứ Chùa Tháp sẽ được giải quyết vào ngày mai. Ông Hun Sen thông báo tin này sau cuộc thảo luận kéo dài gần một tiếng đồng hồ với lãnh tụ đối lập Sam Rainsy, với kết quả hai bên đồng ý sẽ ký kết thỏa hiệp, trong đó bao gồm cả những bước cần phải thực hiện để cải tổ chính trị, bao gồm cả việc cải tổ hoạt động của Hội đồng Bầu cử Trung ương, cũng như phe đối lập được quyền có đài truyền hình và đài phát thanh. Để đổi lại, phía ông Sam Rainsy ngưng tẩy chay quốc hội, các đại biểu đắc cử sẽ bắt đầu làm việc chung với những đại biểu của đảng đương quyền do ông Hun Sen lãnh đạo. Nếu không có thay đổi vào giờ chót, thỏa hiệp này sẽ được ký kết vào ngày mai trước sự chứng kiến của quốc vương Norodom Sihamoni. Tin liên quan Trung Quốc. Trong thông cáo mới phổ biến tại Washington hồi tối hôm qua, Hiệp hội Hỗ trợ Trung Quốc cho biết tín đồ Thiên Chúa Giáo ở Triết Giang đã gửi kiến nghị yêu cầu chính phủ địa phương ngưng thực hiện quyết định gỡ bỏ thánh giá dựng trên nóc 5 ngôi nhà thờ. Thông cáo có đoạn viết rằng quyết định của chính quyền Triết Giang sẽ tạo thành những bất ổn về mặt xã hội, gây trở ngại cho tình đoàn kết giữa người dân và chính quyền. Sáng nay, bản tin loan tải trên tờ Hoàn Cầu Thời báo xuất bản ở Bắc Kinh nói rằng những nhà thờ vi phạm luật xây cất do đó có thể sẽ bị giật sập. Có tin nói rằng cả 5 ngôi nhà thờ đang gặp khó khăn này đều thuộc về những hội thánh được chính phủ Trung Quốc công nhận. Thưa quý khán thính giả, Hoa Kỳ và Mông Cổ thắt chặt quan hệ về quốc phòng theo đúng kế hoạch tìm thêm bạn mà các nhà quan sát cho rằng Washington thực hiện để đối phó với Nga và Trung Quốc. Trong cuộc họp báo sáng nay ở thủ đô Ulaanbaatar, ông Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel nói rằng mối quan hệ quân sự giữa Hoa Kỳ và Mông Cổ là điều quan trọng trong kế hoạch chuyển trục sang châu Á-Thái Bình Dương mà Washington đang thực hiện. Ông Hagel và Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ cũng ký kết hiệp ước mở rộng hợp tác quân sự sẽ được thực hiện qua những cuộc diễn tập và hỗ trợ chung. Mông Cổ là trạm dừng chân cuối cùng của ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ. Trước đó, ông đã gặp các vị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ở Hawaii, ghé thăm Nhật Bản và Trung Quốc. Liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đang tham dự diễn đàn mang tên Châu Á Bát Ngao, tổ chức tại thành phố Bát Ngao, tỉnh đảo Hải Nam, Trung Quốc. Theo thông tin từ trang mạng điện tử của Chính phủ Việt Nam, thì diễn đàn Bát Ngao năm nay có chủ đề là Tương lai mới của châu Á, tìm kiếm và giải phóng động lực mới. Cũng theo trang này, thì có đến 1.500 đại biểu tham dự, trong đó có cả những nước châu Phi. Diễn đàn Bát Ngao là một diễn đàn kinh tế thường niên, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2001. Dù tổ chức ở đảo Hải Nam, nhưng ban thư ký của diễn đàn này nằm ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Bên cạnh sự phát triển kinh tế, vùng châu Á-Thái Bình Dương cũng đang đối mặt với những căng thẳng quân sự và tranh chấp lãnh hải, chủ yếu là giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng là Nhật Bản và các nước ASEAN. Ngay bên cạnh đảo Hải Nam nằm ở cực Nam Trung Quốc là Biển Đông Việt Nam, nơi mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đến 90% diện tích. Nguồn tin từ giới ngoại giao Việt Nam tại Washington DC cho chúng tôi biết, các thủy thủ Việt Nam và Philippines sẽ chơi bóng chuyền và uống bia với nhau trên một hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Địa điểm mà trận bóng chuyền giao hữu dự định được tổ chức nằm trên đảo Cây, hiện do Việt Nam kiểm soát. Một sĩ quan cao cấp của Hải quân Phi cho biết là trận cầu đã được dự tính hồi năm ngoái nhưng bị dời lại do cơn bão Hải Yến tàn phá miền trung nước này. Ông Rory Metcalf từ Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế mang tên Lowy ở Sydney nói rằng đang có một khuynh hướng xích lại gần nhau hơn giữa các quốc gia Đông Nam Á nhỏ bé để tìm kiếm một sức mạnh đối đầu với Trung Quốc. Quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do, Hòa Ái xin kính chào tạm biệt.